Rồi, chào toàn thể anh em nha. Hôm nay em lại làm một clip mới để giới thiệu cho anh em. Những anh em nào mà chơi mâm đĩa than thì anh em biết rồi. Để có tiếng hay thì anh em cần phải có một giải mã Phonobox. Bình thường anh em chơi một cái mâm đĩa than nồi đĩa Nhật bãi 100V đấy thì anh em đều dẫn ra con âm ly bán dẫn đã có sẵn phono, nhưng thực ra cả cái cổng phono của âm ly đấy nó không thể hay được. Để cải thiện chất tiếng để hay, anh em phải sắm cho em một cái cổng, một cái hộp Phonobox rời như này này, hàng Mỹ. Con này nó rất hay ở chỗ là giá cả ngon bổ rẻ, hỗ trợ cho anh em tín hiệu đĩa than vào input, sau đó nó xử lý qua Phonobox, nó output ra âm ly, và lúc đó anh em có thể chơi được âm ly đèn luôn. Đấy, nếu anh em âm ly đèn mà muốn chơi được đĩa than thì anh em mâm đĩa than thì anh em mua thêm cục Phonobox này để áp dụng cho những cái mâm đĩa than cơ nồi đĩa Nhật bãi ấy, các cái mâm đĩa than mà nó chưa có phono. Thì anh em mua một phono rời này thì chơi rất hay. Con phono này nó là hàng Mỹ mà lại nó có đời model mới, có thêm cái phần căn chỉnh lever này và volume này. Đấy, nó có hiệu ứng chỉnh rất là hay. Đấy. Thì em giới thiệu cho anh em đây, in và out cấp điện đây. 220V về 12V cấp điện đây. Tuyệt vời luôn. Hai đường out, một đường out bằng jack 6 ly. Còn một đường out bằng AV. Còn cứ tín hiệu của mâm đĩa than cho vào input đây, thế là nó xử lý ra. Lại còn hiệu chỉnh được đây nữa. Quá tuyệt vời, hàng full box. Hàng full box anh em yên tâm luôn. Sách vở hướng dẫn sử dụng. Nguồn nghiệp đầy đủ cấp. Hàng full ni lông hộp xốp cho anh em. Hàng xuất Mỹ luôn. Đấy. Ok. Giới thiệu qua cho anh em như vậy để anh em biết nha. Phonobox cho anh em chơi mâm đĩa than mà không cần phải dùng phono của âm ly nữa. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em ở clip sau.